qua lá như thuốc sâu thuốc gầy, thuốc sâu thuốc gầy cộng với giọt đọt, uh, sầu riêng dưới cái chai amino kombi bảy phẩy chín cho nam để nhằm mục đích là tăng cường cái uh, đầy đủ cái dinh dưỡng vào để giúp cho cái lá của chúng ta nó xanh như vậy hai cái... xin chào tất cả quý bà con nông dân mình nha thì uh, trước mặt của mình đây là một cái cây sầu riêng Mosakin thì vừa rồi thì mình cũng uh, có hướng dẫn chú quý bà con nông dân của mình trồng á để cho nó nhanh phát triển thì uh, ngày hôm nay thì cỡ khoảng có từng lễ rồi thì anh em kỹ thuật của bên nam cũng đi vô để tứ kích ghế và cái xô kích ghế giọt đọt sầu riêng để cho nó nhanh phát triển hơn nha thì đây thì để mà anh em xem thì đây là cũng là di di cũng đang pha cái ga ghế giọt đọt sầu riêng đây là cái xô bốn kg gửi nè thì quý con nông dân của mình pha để bắt đầu mình sẽ pha vô cái thùng dòi mình tưới cái này là pha theo nhiêu cc gì cây này với cây nhỏ mình mới trồng khoảng à, 20 cc một cây 20 cc cho cái thùng giòi 10 lít nước nha. À, bắt đầu mình tưới để cho nó kích thích cái bộ rễ màng cho nó ra. Đây thì anh em cũng đang vô để tứ, tứ cái rễ sầu riêng. Ừ. Thì quý bà con nông dân mình biết rồi, khi mà cái cây sầu riêng con á mình trồng á thì ngay những ngày đầu á thì mình chưa có đụng địa vô vô hết cây để cho nó bình ổn lại tầm khoảng từ một tuần lãi thì bắt đầu bắt đầu là anh em sẽ vô để tứ dưỡng rễ lại cho cái cây sầu riêng uh, moskin thì uh, quý cô con nông dân mình biết là hiện tại thì uh, cái cây sầu riêng moskin đó thì uh, giá cả thị trường nó đang khá là cao thì một số nhà vườn họ một số nhà vườn thì cũng đang lựa chọn cái giống sầu riêng moskin để trồng thì đặc biệt ở đây thì uh, trên vườn thì uh, nam trồng được mấy cây sầu riêng moskin thì để năm quay clip cho mọi người xem thứ hai nữa là gì hiện tại giờ là bữa hỏm năm cũng có chia sẻ với tất cả quý con nông dân của mình đó, trồng cái sầu riêng á mình phải trồng cho nó nhô nó nhô lên như thế này đó, đó. thì bây giờ là gì mình trồng như thế này thì nhằm mục đích là gì cho rễ nó thở nè để cây nó sẽ nhanh phát triển hơn cái thứ hai nữa là gì cây sầu riêng Moserkin. ở đây á là mình sẽ lựa chọn cái tàn cho nó đầy đủ nè thấy chưa một số anh em thấy là gì cây sầu riêng Moserkin á cái tàn nó bị lép á thì sau này nó sẽ cái tàn dù cho cái cây sầu riêng thì uh, quạt mo thường thường hay gọi là quạt mo đó đó thì ở đây thì anh em cũng lựa chọn cái cây sầu riêng nó đủ chi nè thấy chưa ừ, đây thì được 7 ngày rồi thì bắt đầu vô anh em đang tứ uh, kích rễ lại với uh, uh, cái xô cái xô tứ kích rễ với uh, uh, cái thằng giọt đọt nè đây là cái xô này xô đa chức năng à, có hai nhiệm vụ luôn quý bà con nông dân mình thấy là ra rễ ừ, giọt đọt à, xô nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó rất là hiệu quả nha tứ vào thì cái bộ rễ màng của cái cây cái, cái cây sầu riêng nó sẽ nhanh phát triển ra và đồng thời nó sẽ kéo luôn cái lượng đọt của cái cây sầu riêng để cây sầu riêng của chúng ta nó sẽ nhanh ra đọt hơn thì Ồ, chiều cũng mệt nha quý con thì đặc biệt đặc tính ở đây cái cây sầu riêng mosakin á thì để mình giải thích thêm chủ yếu con nông dân mình nè đây là cái bộ lá của sầu riêng mosakin tại sao tại vì cái bộ lá này nó thon nó thon nè nó thon mà nó dài nó dài là thường để nhận biết á, là sầu riêng mosakin nó cây con á là cái lá nó thon nè nó dài nè thấy không đó. còn đặc biệt khi sáu á là cái lá của nó ngắn và nó sẽ vừa đó cái lá nó nhỏ còn cái cái lá của thằng mỏng thon á thì cái lá nó lại dài mà nó lại mập ra nó bự gây nè bề ngang bề bản nó bự ra đó, đó là những cái đặc tính để chúng ta nhận diện mua cái giống sầu riêng để cho nó 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 đúng giống để nhiều khi trồng giống này mà ông này mà đi cắm cạm bà kia đó thường thường ta nói vậy đó trồng xuống được 7 ngày thì em nó cũng rất là tỉnh khô Không có bị mất sức hay là không có bị héo gì chân Đây Thì à, anh em cũng à, đang tưới À, tưới cái xô lại cho ảnh cho nó bắt rễ ra để cho nhanh phát triển thì cái cây con thì quý của con nông dân mình trồng á là để mình trồng cái sầu riêng á thì trước tiên á là gì chúng ta lên mô thì chúng ta phải xử lý voi xử lý voi xong rồi á thì bắt đầu là gì chúng ta phải bón lót bón lót bón lót là gì hữu cơ vi sinh không bảy một lỗ như thế này bón tầm khoảng từ một kg bắt đầu bón bón xuống rồi khoảng 2 đến ba ngày sau chúng ta trồng trồng cái cây sầu riêng xuống thì trước khi trồng á thì bắt đầu chúng ta sẽ nhúng thuốc á. đặc biệt sầu riêng phải là nhúng thuốc thì à, nam thường thì nam nhúng là cái gói siêu nấm quậy à, quậy ra với à, vô cái thùng bê á rồi cộng vô một cái miếng mít nữa mít thì bắt đầu nam sẽ nhúng vào cái bầu sầu riêng vào bắt đầu nam lên nam sẽ xé cái bầu ra nam sẽ trồng để cho cái cây sầu riêng của chúng ta là gì sẽ ngừa được những cái vấn đề là nấm bệnh nó sẽ tấn công vào cái hệ rễ của cái cây sầu riêng của chúng ta thì cây nó rất là khỏe khi mà chúng ta trồng xuống rồi đó thì chúng ta sẽ tưới nước hàng ngày hàng ngày ví dụ như sáng mình tưới xương xương qua hiểm sau tán mình tưới xương xương có trời mưa thì thôi thì đúng 7 ngày sau thì bắt đầu chúng ta sẽ lựa chọn mua Dùm cho nam là cái xô ga rễ giọt đọt sầu riêng bắt đầu chúng ta sẽ tưới như, như nãy giờ anh em đã tưới đó tưới để nhằm mục đích tại vì cho nó kích thích cái bộ rễ cho nó ra để cây sầu riêng nó sẽ nhanh bắn đọt ra thì bắt đầu khoảng 7 đến 10 ngày sau thì anh em sẽ tưới thêm một quận nữa dùm cho nam thì tứ định kỳ giai đoạn này đặc biệt giai đoạn cây con này á là mình đừng có đừng có cho nó ăn phân tại vì giai đoạn này rễ nó chưa có ra rễ nó chưa có ra nó cũng không có ăn được nhiều đâu mình đừng có gãi cái thứ nhất cái thứ hai nữa là gì mình đã có bóng lót rồi một khi mà rễ nó có ra thì nó sẽ gặp cái nền bóng lót đó, đó cây của chúng ta nó sẽ hút được cái nền bóng lót đó bắt đầu nó sẽ phát triển lên thì à, cái cây con nó chăm sóc là như vậy thì ngoài ra thì ví dụ như ở trên thì trên lá thì quý con nông dân của mình có thể là mình phun những cái dòng qua lá như thuốc sâu thuốc gầy thuốc sâu thuốc gầy cộng với giọt đọt uh, sầu riêng dưới cái chai amino combi 79 dùm cho nam để nhằm mục đích là tăng cường cái uh, uh, đầy đủ cái dinh dưỡng vào để giúp cho cái lá của chúng ta nó xanh nó dày cái thứ hai nữa là nó kích thích cái bộ đọt cho cái bộ đọt sầu riêng của chúng ta nó sẽ nhanh phát triển lên đó là cái cách mà chúng ta chăm sóc cái cây sầu riêng để nó nhanh phát triển thôi thì uh, ngoài ra thì cứ khi mà cái cây lớn lên rồi á thì cứ định kỳ khoảng một tháng 10 ngày chúng ta sẽ gãy phân gãy phân và tứ kích gãy phun kéo đọt một lần để cho cái cây sầu riêng nó sẽ nhanh phát triển hơn thôi rồi vì kết thúc video nha mọi người cũng chiều rồi cũng đói bụng rồi thôi chắc gì rồi, mọi người ơi